trong thi đấu đã diễn ra là trận thi đấu chung kết và hạng cân 44kg giữa vận động viên Hiếu của Thú Lương mang tay đỏ và vận động viên Thanh của Định Hóa mang tay xanh. Trọng tài về trận thi đấu cho tay số 1 Hoàng Văn Trường, cho tay số 2 Kỳ Ngọc Huyền. Đánh nó quá đúng trọng gối rồi.